Bà ngồi chơi đi, tôi lấy nước cho bà uống nha. Ừ. Nè, bà uống nước đi. Ừ, cảm ơn bà. Công nhận nhà bà đẹp ghê luôn á. Thiệt hả? Chồng tôi thiết kế không á? Ừ. Không giỏi gì hả? À, ảnh xuống kìa, chồng. Đây là Thảo, bạn thân của vợ, qua nhà mình chơi. Chào em. Chào. Dạ, bây giờ chồng đi gặp đối tác chút, ở nhà chơi với bạn nha. Dạ, chồng nhớ về sớm nha. Em ngồi chơi nha, chồng đi. Bận nó đi. Ừ. Phước đây, khôn hồn thì đưa hết tài sản ra, không là chết với ta. Anh ơi, em cũng có gì hết á, chỉ có quần áo thôi, anh lấy đi. Được. Tết này, chết tiệt. Công nhân bảo lực thiệt. Cái vòng bánh sinh hết giờ rồi nè. Bảo lực như vậy mới hợp anh chứ. À, mà công nhận vợ anh dễ dụ ghê luôn á. Bà không hề nghi ngờ luôn. Mà còn giúp đỡ em nữa. Chuyện gì thì nó cũng phải nằm ở cái này. Vì em có dễ bị dụ. Ơi, em dễ dụ nên mới vậy nè. Xứng đáng có được hiệp hai. Chiều theo em mới hết luôn rồi đó. Ngủ mà cũng mặc đồ vest nữa. Em quýnh em mầm mình luôn. Mà em cũng còn chán hả? Thôi, để anh tập luyện thêm. Không phải em chán gì mấy cái vụ này. Mà là gì? Thật sự em muốn có danh vận. Anh đi về vợ anh đi. Sao mà được? Tự nhiên đang yên đang lành không có chuyện gì hết sao đi về được? Đang yên đang lành hả? Anh thấy yên lành không? Bực bội gì đâu. Mà anh có thương em không? Thương chứ. Thương em đi vợ đi. Nhưng mà giờ chưa có được. Vậy thôi, em sẽ đi ra khỏi ngôi nhà này để anh hạnh phúc. Thôi mà, anh xin lỗi mà. Thôi, đừng đi, đừng có đi. Em qua đi, anh buồn lắm. Anh hứa nha, anh hứa là từ giờ anh sẽ kiếm cái lý do gì để anh ly dị với cô ta. Như vậy là được đó. Đáng để được hưởng thêm một cái nữa. Nghĩ đi. Cái gì vậy? Đơn ly hôn. Hôm nay anh giỡn hơi quá đáng rồi nha. Em không thích giỡn gì đâu. Em đang chốt đơn cho khách này. Anh không có giỡn. Anh xin lỗi. Em rất tốt. Nhưng mà em rất tiếc. Anh không có hứng thú gì với em á. Anh chán em rồi. Anh có người khác rồi. Ký đi. Sau khi là vậy anh sẽ chia cho em nửa tài sản, coi như anh đền bù cho em. Như anh thừa biết em không.
không cần tài sản mà. Em thương anh mà, anh biết em thương anh như nhưng thế mà nào? Anh không cần em, anh không còn thương em. Ký đi. Mong em tôn trọng anh. Anh tại sao lại ra nông nỗi này? Sao giờ mày lại cướp anh chế của tao hả? Bây giờ nó thành công quá mày ơi, sao tao có thể bỏ nó được? Mày cần bao nhiêu tiền tao sẽ đưa cho mày hết. Mày trả anh Trí cho tao đi, tao thương anh Trí lắm. Mày mơ đi. Tao đợi á, khi nào mà tao ăn hết con thằng đó thì tao mới bỏ nó được. Mày... Tao sao? Hả? Tao không có ngu như mày. Lan. Anh... Thì ra mấy lâu nay phải hy sinh cho anh. Còn cô, cô đúng là đồ rắn độc. Sao? Bây giờ phát hiện rồi đó hả? Ổn ghê. Tôi còn định vòn rút của anh thêm một thời gian nữa. Nhưng mà bây giờ... Cút ra khỏi nhà tôi. Ngay! Anh không cần phải đuổi. Bây giờ tôi sẽ lấy một mớ tiền của anh. Rồi tôi ra khỏi cái nhà.